Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với chương trình Cộng đồng Chứng khoán Việt Nam WinApp. Thưa anh chị và các bạn, là câu hỏi được đặt ra là có một cái chén thánh nào trên thị trường chứng khoán hay không? Có một cái chìa khóa nào để có thể mở được cái ổ khóa đầu tư thắng lợi và thành công trên thị trường chứng khoán hay không? Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với WinApp làm rõ những cái ý như vậy. Chúng tôi đang ngồi tại một cái quán cà phê tại bờ sông, và vì là trong những ngày gần đây có rất là nhiều những cái tranh luận được nổ ra xoay quanh cái việc đó là tìm kiếm một cái phương pháp nào đó để có thể chiến thắng được thị trường, để có thể vượt qua được những cái rủi ro của thị trường, và để có thể trở thành một cái công cụ tuyệt vời giúp cho các cái nhà đầu tư, đầu cơ và kinh doanh chênh lệch giá có thể thắng được thị trường. Tại sao lại có cái chủ đề như thế? Thì thưa anh chị và các bạn, là tôi có thể chắc chắn với anh chị và các bạn rằng phần lớn tất cả những anh chị em và các bạn đang làm nghề môi giới trong lĩnh vực chứng khoán đều luôn đau đáu trong mình một cái câu hỏi tương tự như vậy, và các bạn đang cố gắng nỗ lực để tìm ra câu trả lời. Và cũng nhân tiện đây thì tôi cũng xin trả lời giúp cho các bạn là không bao giờ có luôn, không bao giờ có một cái chén thánh trên thị trường chứng khoán. Tại sao nó lại như vậy? Tại vì là nếu như có một cái phương pháp nào đó, có một cái công thức nào đó, thì có lẽ rằng là sẽ không còn tồn tại thị trường nữa. Bởi vì khi có công thức rồi thì ai cũng có thể học, ai cũng có thể sử dụng nó để có thể kiếm tiền. Và như vậy là hình dung ta biến cái kênh đầu tư trên thị trường chứng khoán thành một cái máy rút tiền, và chúng ta chỉ cần học công thức và vào thị trường để rút tiền. Và rồi trên thị trường chỉ còn những người thành công, và chắc chắn sẽ không bao giờ có những người 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 thất bại nữa. Vì có công thức rồi mà anh chị bạn, công thức rồi. Điều mấu chốt ở đây là cái sự thú vị của thị trường là nó không có công thức, và nó luôn làm cho người ta ở cái trạng thái tức là kỳ vọng và thất vọng. Nó dẫn đến cái câu chuyện là sự mâu thuẫn của người này với người khác, và nó dẫn đến cái việc đó là luôn luôn có cái việc mua và cái việc bán trong cùng một thời điểm trên thị trường, và như vậy thì nó mới có thị trường chứng khoán. Vậy thì đã không có công thức như vậy, đã khó như vậy, thì tại sao người ta vẫn đổ xô vào cái câu chuyện tham gia, cùng tham gia trên thị trường và liên tục tham gia mới trên thị trường, bất chấp cái việc có rất là nhiều người tham gia không thành công, bất chấp cái việc nhiều người đã bị mất tiền trên thị trường rồi và đã rút khỏi thị trường, nhưng lại vẫn có những người khác tiếp tục tham gia và tiếp tục theo cái vòng lặp như vậy. Thì cái điều mà khiến cho cái câu chuyện mà mọi người cứ liên tục tham gia rồi liên tục mất tiền nhưng lại vẫn tiếp tục tham gia, thì cái mấu chốt của vấn đề nó lại nằm ở chỗ đó là cái sức cuốn hút của nó liên quan đến cái câu chuyện có thể bằng một cách nào đó mà người ta có thể làm giàu nhanh trên thị trường. Nó cũng giống như cái câu chuyện đó là chúng ta mua vé số và kỳ vọng rằng mình không phải là 99,99% những người không trúng vé, mà mình sẽ là một cái người chỉ trúng giải đặc đặc biệt. Tức là họ luôn nghĩ rằng cái tỷ lệ không thành công, cái tỷ lệ mua và không trúng vé số sẽ không rơi vào mình. Và chính cái yếu tố kỳ vọng như vậy nó khiến cho cái câu chuyện kích thích chúng ta tiếp tục tham gia bất chấp những cái lớp lớp những người đã tham gia và thất bại. Nhưng đó không phải là cái nguyên nhân chính khiến cho
cái thị trường của chúng ta luôn luôn tồn tại. Nguyên nhân chính đó là thị trường tài chính được sinh ra để phục vụ cho những người giàu.